Sức mua tăng cao, doanh nghiệp chủ động tìm kiếm đơn hàng nên hiện nay nhiều doanh nghiệp ngành dệt may của Việt Nam đã đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng 9 năm 2024. Giới chuyên gia nhận định, ngành dệt may Việt Nam có sự khởi sắc là do hầu hết các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu đang kiềm chế được lạm phát khiến sức mua tăng lên. Các kho hàng tồn dư của những nhãn hàng đã giảm đi. Một số doanh nghiệp dệt may hiện đã thông qua Vitas để tìm những công ty nhỏ hơn thuê gia công lại đơn hàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý phần lớn thị trường xuất khẩu hiện nay đều kiểm soát chặt chuỗi cung ứng từ nguồn lao động cho đến tác động môi trường những đòi hỏi khắt khe từ nguồn gốc nguyên phủ liệu đáp ứng chứng chỉ xanh đối với nhà máy sản phẩm có sử dụng sợi tái chế để đảm bảo chuẩn về kinh tế tuần hoàn cũng là thách thức cho doanh nghiệp